Xin chào quý anh chị và các bạn. Mỗi nhà đầu tư chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán thì cũng đã đặt rất nhiều các cái câu hỏi liên quan đến trường phái nào đầu tư hiệu quả nhất để chúng ta có thể học hỏi, ứng dụng và mang lại thành công trong lâu dài. Bởi vậy cho nên ở trong phần 5, chương trình đầu tư giá trị từ A đến Z, AZFIN sẽ gửi đến anh chị về phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn để từ đó anh chị có thể ra các quyết định lựa chọn phương pháp hiệu quả cho bản thân mình. Từ đó áp dụng vào đầu tư trên thị trường chứng khoán có được thành công lớn lao và bền vững. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau vào nội dung chi tiết như sau. Trước khi vào nội dung chi tiết thì chúng ta cùng điểm lại phần thứ tư, đó là chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn sao cho hiệu quả. Thì AZFIN Việt Nam có gửi đến các anh chị đó là triết lý đầu tư 3P. Thứ nhất đó là cổ phiếu phải đáp ứng được cái tiêu chí tăng trưởng bền vững. Thì khi tăng trưởng bền vững, chúng ta mới nắm dài hạn và có hiệu quả cao, cũng như doanh nghiệp trong dài hạn mới có thể chiếm lĩnh được thêm thị phần, bảo vệ được thành quả và tăng trưởng. Yếu tố thứ hai đó là cổ phiếu đó phải có cổ tức tiền mặt cao, từ đó giúp cho nhà đầu tư có được cái nguồn thu nhập từ cổ tức một cách bền bỉ, hay nói cách khác có được một cái dòng tiền từ đầu tư, từ đó có thể đưa vào cho chúng ta chi tiêu hoặc hướng đến các cái mục tiêu khác như tự do tài chính. Và cái yếu tố P thứ ba đó là cổ phiếu phải được định giá rẻ. Thì chỉ khi cổ phiếu được định giá rẻ thì cái rủi ro về việc giảm giá nó mới thấp là thứ nhất. Thứ hai, khi định giá rẻ thì thị trường tốt có thể định giá lại, từ đó có thể làm giá cổ phiếu tăng rất mạnh mẽ cùng với cổ tức, cùng với tăng trưởng của công ty. Thì khi lựa chọn được các yếu tố 3P này thì chúng ta sẽ xây dựng được một danh mục làm sao đảm bảo được cái tăng trưởng cao gấp 2 lần so với tăng trưởng GDP. Cổ tức thì cao hơn lãi gửi ngân hàng và định giá thì rẻ hơn thị trường, thì chúng ta sẽ chiến thắng thị trường trong dài hạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng vào chi tiết đánh giá liệu phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn. Thì để biết được điều đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai trường phái này. Đầu tiên là về phân tích cơ bản, đó là có thể nói tóm gọn đi tìm giá trị nội tại của cổ phiếu của doanh nghiệp. Ví dụ người ta định giá cổ phiếu này đáng giá là 20.000 chẳng hạn, thì cái phân tích cơ bản là phải làm ra cái điều đó, phải tìm ra điều đó. Từ đó khi chiết khấu khoảng 20%, 30% chẳng hạn thì người ta mua vào. Còn đối với phân tích kỹ thuật thì đó là dự báo sự biến động của giá trong tương lai. Ví dụ dự báo rằng giá cổ phiếu này rất có thể trong 1 tháng tới, 2 tháng tới, 3 tháng tới sẽ tăng giá mạnh chẳng hạn, thì khi đó nhà đầu tư sẽ cùng nhảy vào tham gia đầu tư vào cổ phiếu đó. Hay nói cách khác, ví dụ như là như thế này. Đối với phân tích cơ bản đó là đi tìm hàng và mua với giá rẻ. Còn đối với phân tích kỹ thuật đó là đi tìm xu hướng để từ đó đua theo xu hướng và được hưởng lợi từ đó. Cũng giống như đầu tư bất động sản, nếu như nhà đầu tư xem rằng cái miếng đất này, cái căn hộ này mua về với giá này thì cho thuê được cái lợi suất cao hơn, thế do đó là mua nắm giữ và hưởng cái lợi từ việc cho thuê cao hơn so với cái tỷ suất trung bình, thì đấy gọi là phân tích cơ bản. Còn đối với phân tích kỹ thuật thì người ta dự báo sắp tới cái khu này có thể là giá căn hộ sẽ tăng mạnh do người mua sẽ có nhu cầu rất lớn chẳng hạn. Bởi vậy cho nên cứ nhảy vào mua, đến nữa nó tăng giá mạnh thì sẽ bán, thu được lợi nhuận từ cái phần chênh đó. Và đi sâu hơn, phân tích cơ bản chính là cái việc phân tích, đầu tiên là phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô, sau đó đến các cái phân tích về ngành và đến phân tích về công ty, cuối cùng đó là đưa ra các cái dự báo về triển vọng kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp để đưa vào công thức có thể định giá ra. Và việc áp dụng cái việc định giá này thì cũng lại phù hợp đối với từng doanh nghiệp, từng công ty đặc thù khác nhau, như định giá PE, PB, định giá chiết khấu dòng tiền, chiết khấu cổ tức, định giá theo RCAP, định theo giá theo NAV, định giá theo rất nhiều các phương pháp khác. Còn đối với phân tích kỹ thuật đó chính là phân tích cái biểu đồ diễn biến của giá cổ phiếu, phân tích các cái gọi là chỉ báo về khối lượng, chỉ báo về thanh khoản, chỉ báo về giá của các cổ phiếu, cộng thêm một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác như ví dụ đường MA, rồi giải Bollinger hay vân vân. Từ đó đưa ra những cái đánh giá dự báo về xác suất trong tương lai là với những cái chỉ báo này thì cổ phiếu sẽ tăng trưởng
trong tương lai tốt hay là cổ phiếu sẽ có xu hướng đi xuống để từ đó đưa ra các quyết định của mình. Thì trên đây chính là cái nội dung về phân biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp theo những ai phù hợp với phân tích kỹ thuật. Thì ở đây ví dụ như các cái nhân vật rất nổi tiếng với các trường phái phân tích kỹ thuật, ví dụ như ông Jesse Livermore đã có từng, ông ấy là một trong những người giàu nhất thế giới nhờ vào cái trường phái phân tích kỹ thuật đầu cơ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên về cuối đời thì không may mắn là ông ấy đã phá sản và phải tự tử. Rồi tiếp theo là ông Wyckoff thì cũng có một cái trường phái phân tích kỹ thuật có những cái chỉ báo cũng rất là được hậu thế quan tâm và được đánh giá cao. Rồi là ông Dow thì có lý thuyết Dow cũng rất nổi tiếng ở trên thị trường chứng khoán đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Và bên này đó là ông Davat thì là người sáng lập ra cái hộp Davat ở trong phân tích kỹ thuật. Hay là một nhà đầu tư hiện nay đương thời đó là ông Mark. Ông Mark thì đây là một trong nhà đầu tư có cái tỷ suất sinh lời hàng năm, sinh lời đơn lên đến hàng 100%, thuộc dạng cao hàng đầu trên thế giới và có những cuốn sách cũng khá nổi tiếng về việc phân tích kỹ thuật trong đầu tư cổ phiếu. Thì từ những vị này thì chúng ta có thể thấy đa phần những người phù hợp với phân tích kỹ thuật là những nhà môi giới chứng khoán, bởi vì đa phần họ là những nhà kinh doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán. Rồi là hoặc đa phần là những nhà đầu tư bám bảng điện tử một cách thường xuyên, liên tục thì từ đó họ áp dụng phân tích kỹ thuật. Và tổng kết thì phương pháp phân tích kỹ thuật này phù hợp với những nhà giao dịch để kiếm sống và làm giàu. Đó, họ làm giàu, họ kiếm sống dựa trên việc giao dịch cổ phiếu. Còn đối với trường phái phân tích cơ bản thì phù hợp với những nhà đầu tư nào? Thì ở trên đây là một số các nhà đầu tư rất là điển hình cho trường phái phân tích cơ bản. Ví dụ như ngài Warren Buffett hay là ngài Benjamin Graham, cha đẻ của trường phái phân tích cơ bản, hay là John Bogle là chủ, người sáng lập ra cái quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, quản lý hàng nghìn tỷ đô la, hay là Carl Icahn là một nhà chuyên mua doanh nghiệp và giải thể để từ đó kiếm được tiền từ các thương vụ. Thì những người phù hợp này đa phần họ là các nhà quản lý quỹ đầu tư. Bởi vì ở trên thị trường chứng khoán, nếu 100 quỹ thì có tới 95 đến 99 quỹ là áp dụng phương pháp phân tích cơ bản. Còn lại thì từ 1 đến 5 quỹ có thể áp dụng các phương pháp phân tích khác, trong đó có cả phân tích kỹ thuật. Và đa phần họ là những nhà đầu tư mang tính chất dài hạn, chứ không phải ngược lại với phân tích kỹ thuật, đó là chết đinh giao dịch bám bảng hàng ngày. Thì đây là những nhà đầu tư phân tích đầu tư dài hạn. Tất nhiên đối với phân tích kỹ thuật thì cũng có những nhà đầu tư họ nhìn rất dài, họ cũng cầm dài, nhưng đa số là ngắn hạn, còn cơ bản là đầu tư dài hạn. Và những người phù hợp, tổng kết chung đó là những người nắm giữ lâu dài, hưởng lợi nhờ sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp mang lại cổ tức nhiều này, mang lại cái việc tăng giá lớn trong tương lai một cách dài hạn. Tiếp theo, như vậy là kết quả các nhà đầu tư xuất sắc theo hai trường phái này thì như thế nào? Thì đối với phân tích kỹ thuật thì tỷ suất lợi nhuận thường cao hơn, thường rất cao. Ví dụ như ông Mark Millerin thì ông ấy có cái lợi suất hàng 100%, đó, rất cao. Ngược lại đối với phân tích cơ bản thì tỷ suất lợi nhuận của họ không cao, nhưng mà mang tính ổn định và dài hạn hơn trong vài chục năm. Tiếp theo, về cái mức độ giàu có thì đối với nhà phân tích kỹ thuật thì họ giàu nhanh, họ giàu rất nhanh, nhưng mà họ giảm cũng rất nhanh. Ngược lại thì đối với những nhà phân tích cơ bản là giàu chậm hơn và bền hơn. Chúng ta có thể thấy ông Warren Buffett lên đến 55 tuổi ông mới trở thành tỷ phú đô la. Nhưng mà đến năm hơn 90 tuổi này, nếu mà tính cái tài sản ông ấy không từ thiện thì ông là tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong khi các cái tỷ phú khác đều giàu từ lúc còn rất trẻ, đúng không? Ông rất già ông mới giàu. Hay là các nhà đầu tư giá trị khác về cơ bản cũng như vậy. Nhưng mà tổng kết họ là giàu chậm nhưng chắc bền hơn. Rồi tiếp theo, quy mô vốn để mà có hiệu quả thì đối với những nhà phân tích kỹ thuật là quy mô vốn vừa và nhỏ, tức là đối với những nhà đầu tư trên thế giới thì con số đó là họ liên quan đến khoảng độ vài chục triệu đô đổ lại, hoặc là cùng nắm lên độ 100-200 triệu đô chẳng hạn. Thì đấy đối với những nhà đầu tư lớn. Còn tuy nhiên đối với những nhà đầu tư nhỏ thì quy mô không phải là cái vấn đề lắm, đúng không ạ? Bởi vì cũng chả mấy khi mà lên đến hàng nhiều triệu đô như thế. Còn đối với phân tích cơ bản thì quy mô để hiệu quả gần như không giới hạn, kể cả hàng trăm tỷ đô la
thì người ta vẫn vận hành được. Tất nhiên là cái hiệu suất có thể thấp hơn nhưng vẫn vận hành một cách trơn tru. Ví dụ cụ thể như là các cái quỹ đầu tư lớn ở trên thế giới có quỹ lên đến hàng nghìn tỷ đô. Ví dụ như tập đoàn Warren Buffett cũng có sở hữu 400 tỷ đô la đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó tổng tài sản của tập đoàn là gần 1.000 tỷ đô la. Nhưng mà các nhà phân tích kỹ thuật thì thường quy mô nhỏ hơn. Ví dụ như ông Musk chẳng hạn, ông ấy lợi nhuận rất cao thế nhưng mà trong rất nhiều năm thì tài sản của ông cũng chỉ quanh 100-200 triệu đô thôi. Và cái lợi nhuận của phân tích kỹ thuật thì người ta thường tính đó là lợi nhuận đơn. Còn lợi nhuận của phân tích cơ bản thấp hơn nhưng mà có tính lũy kế và là lợi nhuận kép. Thế do đó là giai đoạn đầu phân tích kỹ thuật nhanh hơn nhưng mà càng về lâu về dài thì phân tích cơ bản có vẻ như là đi bền hơn và tiến vững hơn. Tiếp theo, cái việc học và áp dụng phân tích kỹ thuật thì về cơ bản là nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn. Tất nhiên là không có gì dễ dàng cả. Nhưng ý tôi ở đây là học để áp dụng được thì nó nhanh, dễ tiếp cận hơn. Còn nếu về phân tích cơ bản thì học ban đầu rất và áp dụng rất là khó khăn và phức tạp. Có thể nói là đọc hàng chục cuốn sách về vĩ mô, về ngành, hàng trăm cuốn sách về doanh nghiệp, vân vân, rất lâu, rất khó. Đó, giai đoạn đầu thì rất là khó, rất là vất vả như vậy. Còn cái việc vận hành thì danh mục đầu tư đối với nhà phân tích kỹ thuật thì vận hành thì cần phải thời gian quan tâm, chăm nom rất là thường xuyên và nhiều hơn, một cách gọi là bám sát. Còn ngược lại, vận hành cái danh mục đầu tư của các nhà phân tích cơ bản thì dễ dàng hơn, không cần quá nhiều thời gian vận hành. Về cơ bản họ chọn được những danh mục cổ phiếu tốt thì họ cứ gọi là quan tâm đến cái kết quả kinh doanh, cập nhật hàng quý, đánh giá hàng quý hoặc hàng năm thì nó bớt thời gian về việc tập trung hơn. Thì như vậy có thể thấy rằng đối với các nhà phân tích kỹ thuật thì phù hợp với những người kinh doanh cổ phiếu. Còn đối với những nhà phân tích cơ bản thì phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ lâu dài cổ phiếu. Còn đối với những người tổng kết chung, đối với những người gọi là đầu tư phân tích kỹ thuật thì có cái cảm xúc họ cũng mạnh hơn. Còn đối với những nhà phân tích cơ bản thì có vẻ như là họ trầm hơn rất nhiều. Thì như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rất kỹ, rất rõ về định nghĩa cũng như là việc thực hiện cái phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật. Đúng không ạ? Rồi là phạm vi áp dụng, rồi những nhân vật nổi tiếng đã thành danh bởi hai phương pháp này. Thì cá nhân tôi thì cũng xin mượn lời của Ngài Đạt Ma khi mà có một cái buổi hội đối thoại với một cái nhà gọi là thông thái. Thì họ có hỏi Ngài rằng là theo Ngài thì tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất trên thế giới? Thì Ngài Đạt Ma đã trả lời như thế này: tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến với đấng tối cao nhất, và là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn. Bởi vì bản chất của tôn giáo là hướng con người đến cái thiện, cái tốt. Thế thành ra là không có một cái tôn giáo nào gọi là nhất cả, mà tôn giáo nào giúp cho người ta trở nên tốt hơn thì đó là tôn giáo tốt nhất đối với người đó. Thì đối với phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì AZFIN cho rằng trường phái tốt nhất là phù hợp. Đầu tiên phải phù hợp với tính chất công việc, rồi là với đặc thù tính cách vân vân của chúng ta, và nó phải mang lại hiệu quả cao nhất cho người áp dụng trong dài hạn thì đó là phương pháp tốt nhất. Và thay cho lời kết thì chúng tôi cho rằng phương pháp hay trường phái nào thì cũng được, miễn là nhà đầu tư hãy trở thành chuyên gia trong trường phái đó, trong lĩnh vực đó. Và anh chị đang áp dụng trường phái nào? Liệu đã phù hợp với bản thân mình chưa? Hãy thử comment bên phía dưới thì chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ các anh chị xem có phù hợp hay không. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở phần 6.